Hi, chào mừng quý các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và những ai mà yêu thích dòng Toyota Vios thì đừng bỏ qua video này nhé các bác nhá. Toyota Vios 2012, 2012 mang biển số Hải Phòng 15A32045. Đây là một chiếc xe chính chủ là giảng viên trường Đại học Hàng Hải và bác ấy đi tương đối nhiều năm. Và bây giờ thì bác ấy đã có điều kiện lên đời cho một chiếc xe yêu, bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô chiếc xe này. Con này thì em về cũng đã xì tút xì tát lại rồi, nên là các bác về là không phải làm gì luôn, chỉ có việc là đi thôi. Sơn di tôn vỏ căng, kiểu dáng xe thì trung tính và không bao giờ lỗi mốt các bác nhá. Và dòng Vios là một cái dòng xe rất là bền lành, dành cho những ai mà có điều kiện kinh tế vừa phải. Và đặc biệt là những ai mà thích cái dòng xe của Nhật bền lành, động cơ ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng tầm 6 lít đến 6 lít rưỡi cho 100 cây. Một chiếc xe mang biển Hải Phòng, Toyota Vios bản E xịn, phanh đĩa 4 bánh, ABS an toàn, túi khí đầy đủ. Và có cả hệ thống phanh đĩa túi khí an toàn trong xe. Các bác yên tâm là hệ thống trợ lái của xe thì cực kỳ luật là luôn. Và dòng này thì đi bền lành khỏi nói luôn nhá. Và lớp sơn si tôn vỏ của xe thì vẫn còn ngon. Con này thì sơn zin còn đến 80% và bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng, ngập nước gì cả. Máy số thì ngon lành, bền chắc. Và đương nhiên đấy, máy đang nổ đấy. Hiện nay là máy đang nổ các bác nhá. Nhưng mà thực sự là tiếng máy rất là êm luôn. Và xe thì không có lỗi, bao cho các bác là không có phần nguội gì cả. Các bác có thể nhìn ngay từ cái thiết kế đầu của xe. Đây là một chiếc xe form đời từ 2010 đến 2012, 2013. Và form của nó thì rất là trung tính, dễ nhìn. Và xe thì nhỏ gọn, nhưng mà nội thất bên trong thì rộng rãi, nên là rất là thích hợp với các bác nào mà trung tuổi đi những cái con xe này thì rất là ok luôn. Hệ thống đèn pha của xe là đèn halogen đấy, pha cao halogen 55W, công suất cao vừa phải cho các bác đi không gây chói mắt người đằng trước, khả năng tăng sáng tốt đấy, soi sáng đường rất là ok. Đèn gầm thì là đèn 35 và đương nhiên là bản đủ thì nó không thiếu một cái gì đâu ạ. Vâng, kể cả là gương kính điều chỉnh điện này, cục xe điện này. Và hiện nay là máy đang nổ nhưng mà máy rất là êm các bác nhá. Máy số êm roạt luôn, gần như là không nghe tiếng máy nếu đứng ở từ khoảng cách này luôn. Đấy, máy cực kỳ êm luôn các bác nhá. Và cabo tôn mỏng. Đấy, úi giời, lại còn có cái gì dấu Hàn Long thập bát trưởng ở đây nữa. Đấy, tôn mỏng te luôn các bác nhá. Tôn cabo mỏng và sơn thì vẫn còn là sơn zin. Bao cam kết cho bác là không có lỗi. Vâng, dòng này thì đi nó lành bền rồi. Và chi phí sửa chữa những cái chiếc xe như thế này thì nó rất là mềm. Lốp Michelin đấy, 2017 mà vẫn còn đẹp như thế này. Thầy giáo trường Đại học Hàng Hải giảng viên ạ. Vâng, bác ấy đi tương đối khá là nhiều năm. Thế nhưng mà phải nói là vẫn còn giữ được xe rất là tốt. 2017 lốp 5 năm nhưng mà các bác nhìn này, vẫn còn đẹp như thế này. Đấy, la răng đúc nhá. Dòng này thì đã sử dụng la răng đúc đa chấu phanh đĩa rồi. Và phanh đĩa là 4 bánh luôn, cả 4 bánh luôn các bác nhá. Cua lốp thì các bác nhìn này, đều đẹp luôn này. Ở xe này thì vừa về cửa hàng thôi. Vâng, vừa về cửa hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì bác nào mà nhanh tay muốn sở hữu mẫu Toyota Vios ngon lành cành bền này thì alo ngay. Vâng. Xi nhan tích hợp trên tay gương, bầu gương sơn đen không phủ mạ chrome nhá. Thế còn gương kính là điều chỉnh điện đầy đủ luôn. Đây, em sẽ bật này. Bật ngay ở đây này các bác ạ. Đấy, bật ngay ở chỗ này này. Nào, cộp này. Đấy, mở điện này. Đấy, điều chỉnh gương này. Đây, đây, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, có điều chỉnh gương đầy đủ cho các bác nha. Nên các bác yên tâm. Một chiếc xe bản đủ tích hợp rất nhiều các chức năng hiện đại. Đấy, keo chỉ thì khỏi về bàn rồi. Keo chỉ thì bao zin cho các bác rồi. Riêng về chất của chiếc xe này, những chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Ô Tô đảm bảo cho các bác, bảo hành cho các bác luôn nhá. Kính điện một chạm có dán phim cách nhiệt luôn này. Đấy. Xe thì tương đối là cứng luôn và máy thì êm roạt, gần như là đứng đây là không nghe tiếng máy. Hiện nay máy đang nổ nhưng em không nghe tiếng máy luôn, máy rất êm. Đấy, kính điện 4 cánh luôn. À chà. À cái này mình hạ kính xuống rồi mình cứ đi bấm lên. Đấy. Kính điện lên xuống bình thường các bác nhá. Là đấy, vâng. Tất cả hệ thống kính điện của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. À, nội thất ghế da của xe đây còn tươi mới là đẹp luôn này. Đấy các bác nhìn ạ, ghế da vẫn còn đẹp. Da này thì đã được bọc lại rồi chứ không phải là da zin của nó đâu ạ. Thế nhưng mà chất da thì vẫn còn rất là ok. Đấy. Vô lăng 3 chấu có tích hợp túi khí an toàn, vô lăng trợ lái rất nhẹ nhàng luôn nhá các bác nhá. Và dòng này thì đi lành bền rồi. Đã được lắp một cái màn hình Android cao cấp này. Đấy, đồng hồ hiển thị xe thì lăn bánh được 21 vạn chuẩn không tua.
Đấy, còn cần số đây các bác nhìn này, vẫn còn đẹp như này mà. Cần số vẫn còn đẹp và không có mòn mỏi gì cả. Đấy, các phím chức năng của nó còn nguyên. Đấy, một chiếc xe rất là cứng nha các bác nhá. Đây, tem nhãn ở bên sườn đây, còn nguyên luôn. Đấy, vâng. Xe cứng và đảm bảo cho các bác là không có lỗi. Vâng. Không có đâm đụng ngập nước. Đấy, không có phạt nguội. Xe rất là luột luôn. Dòng xe Nhật thì nó bền lành rồi, không có khoan đục. Đấy, không có khoan đục, không taxi dịch vụ luôn. Đấy. Khoảng nội thất bên trong hàng ghế thứ hai thì cũng tương đối là rộng, ngồi thoải mái, chân không bị gò bó nha các bác nhá. Đây các bác nhìn ạ. Vâng. Và riêng cái dòng này thì cột kèo em đảm bảo cho các bác full hình luôn. Là cột đẹp luôn này. Đấy. Vâng, đảm bảo cho các bác nên các bác yên tâm nhá. Bên em thì có sao bán vậy, tả thì chuẩn nên là các bác cứ yên tâm và giao xe trên toàn quốc luôn. Lốp này thì là lốp 2017. Vâng, vẫn là 2017 thôi. Lốp dày. Đấy các bác nhìn này, lốp dày nhiều năm rồi nhưng mà lốp vẫn còn dày và ok luôn. Lốp Michelin ạ, 4 quả lô Michelin nhá các bác nhá. À, các bác nhìn cua lốp của nó còn đẹp như này mà. Đấy, phun phủ lòng trong, còn đẹp nguyên. Và không có lỗi, không có bục mọt gì cả. Vâng. Một chiếc xe bản E xịn có phanh đĩa ở bánh sau nhá các bác nhá. À, phân biệt bản E với bản Dynamo nâng đấy ạ. Thì mình sẽ phân biệt bằng cái phanh đĩa, đấy là nhìn rất dễ nhìn ngay từ ngoại quan bên ngoài. Còn gần đây là giống nhau. Hệ thống mặt đằng sau của xe đây ạ. Vâng. Logo Vios hay là logo E, chữ E của xe vẫn còn nguyên, biển số rõ ràng, không có đâm va. Đấy, cản sau của xe thì thiếu cái cảm biến lùi thôi. Bác nào cẩn thận thì các bác có lắp thêm cái cảm biến lùi vào đây cho em là ok rồi. Còn đèn hậu của xe này, các bác nhìn này, bóng căng trong và bóng là bóng zin nhá. Xe gia đình, bóng còn zin, nhìn rất là cứng luôn. Đấy các bác nhìn ạ, bầu đèn căng đét luôn này, sáng này, không có lỗi luôn. Đấy, vâng. Và dòng này thì đi rất là lành bền, sung sướng luôn. Các bác nhìn tôn sườn này, nó bóng đều, không bị lượn sóng nhá. Đấy, xe không có lỗi, không lượn sóng, bóng đều luôn. Lốp dép thì mới, vâng, 4 quả lốp Michelin vẫn còn dày và chạy thì thoải mái cho các bác luôn. Các bác cứ chạy nhiều năm cũng rất là ok. Và đương nhiên con này thì các bác bỏ ra một cái số tiền thì có hơn 200 triệu đó. Nhưng mà xe này thì không còn trả góp được đâu nhá. Vâng, xe không còn trả góp được, xe gia đình. Đấy, có hơn 200 thôi nhưng các bác đã sở hữu được một chiếc xe lành bền. Và xe thì đúng rồi, người ta gọi là mang thương hiệu của giảng viên trường đại học Hàng Hải đó. Vâng, bác giảng viên khoa công nghệ điện tử. Và bây giờ thì bác cũng đã lên đời cho một chiếc xe VinFast Lux rồi. Và cũng mua tại Vũ Duy Ô Tô. Thế nên là bác mới để lại cho được con này. Chứ còn nói thật các bác chứ, chiếc xe này thì thường thường các bác sẽ bán cho người thân, gia đình. Chứ còn người ta cũng không mấy khi người ta bán ra ngoài đâu ạ. Vì là xe gia đình đi thì rất là lành bền mà yên tâm. Đấy, túi khí an toàn đầy đủ rồi, cho cả người lái và người phụ luôn nhá. Và táp lô của xe thì rất là rộng rãi. Thời tiết tầm này bắt đầu tối tối rồi, à, gần 6 giờ rồi, thực sự là tối quá nhanh. Đấy, nhưng mà xe thì vừa về, thế là em review cho các bác luôn. À, mùa hè thì thực sự là thời tiết rất là khó chịu, buổi trưa thì nắng gắt luôn. Nếu mà không phải vào những cái chỗ nắng sớm đấy thì rất là khó quay cho các bác. Còn nếu mà vào những cái chỗ nắng quá thì khi review xe nó sẽ bị chói, nó không được rõ ràng các cái chi tiết ở trên xe, nó có độ bóng cao, thế dẫn đến là rất là khó nhìn. Thế nhưng mà bây giờ thì tầm này là mát mát rồi. Đây các bác nhìn này, khoang động cơ của trước vi xe Toyota Vios bản E xịn thôi. Em sẽ chống nắp capo lên. Con này thì như em nói đó, vâng, là chiếc xe này đã được dọn rửa rồi, thế nên là máy thì rất là sáng luôn nhá và không có hơi thừa. Máy thì các bác yên tâm, dòng này thì máy nó bền lành và được bảo dưỡng định kỳ tại hãng luôn, chứ không phải là bảo dưỡng tại gara nhỏ. Đấy, dầu mỡ của nó còn ngon nguyên và không có hơi thừa, vàng óng nhá. Dầu vàng này nên các bác cứ đi khoảng tầm 3.000 cây các bác hãng thay, chứ nếu các bác thay ngay là thực sự là em cũng chưa buồn các bác là phí tiền. Đấy, ốc còn zin à, ốc máy còn zin chưa ra nhá. À, đấy, xe nó còn đẹp và thực sự là cứng cáp luôn. Đấy, thế còn ABS thì ở phía trong này. Đấy, ắc quy này, ắc quy xịn xò luôn. Đấy, mặt trước đây không có đâm va, tai đèn nét căng. Đấy, tầm này là điều hòa bật lên đấy, quạt gió điều hòa bật lên. Đấy, máy rất là êm và thực sự là đây là một mẫu xe quá ok trong cái tầm giá hơn 200 triệu đến 300 triệu. Một sự lựa chọn hoàn hảo là một mẫu xe Toyota Vios đến từ thương hiệu Nhật Bản luôn. Keo chỉ bao zin nữa các bác nhá, và xe thì không có đâm đụng gì cả.
Đấy, giá rẻ mà mua được xe cực kỳ chất tại Vũ Duy Ô Tô luôn. Đây các bác nhìn này, dầu nó vàng óng như này mà, thế không mua thì để làm gì. Thực sự là quá phí luôn. Đấy, một chiếc xe quá ngon lành cành bền. Ui xời, form dáng thì cũng đẹp, kiểu dáng ok. Và đây là một mẫu xe đỉnh cao của dòng xe Nhật Bản. Một mẫu xe người ta có thể gọi là nồi đồng cối đá. Và những bác nào mà yêu thích chiếc xe này, muốn lái thử chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng, em đổ xăng cho bác chạy cả ngày cũng được. Và đương nhiên là xe giá mềm như vậy thì các bác nào yêu thích thì đừng chần chừ, hãy hỏi vợ của mình, hãy hỏi bà xã của mình có nên mua chiếc xe này không. Nếu bà xã quyết ok thì em khuyên các bác lên mua nhanh, không là bác ấy đổi ý. Còn đây là một chiếc xe bao chất cho các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Ô Tô. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô chuyên dòng xe lằng nhằng khu khoằm. Nói thật em dạo này cái xe gì em bán cứ có tiền thì em bán hết các bác ạ. Nói chung là mình lãi ít một chút, tuy nhiên là các bác đã lại có xe đẹp mà em lại cũng có tiền tiêu. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.